Rồi xin chào các anh chị các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình có đến xã Công Tân Sinh, Tân Công Xính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để giới thiệu đến anh chị một cái sản phẩm bất động sản, đó là miếng đất lúa nha anh chị. Thì miếng đất này là tổng diện tích của nó là 10 mẫu. Đây. Thì vị trí miếng đất là từ cái phần cây gáo bên đây, cây gáo trước mặt của mình đây nè, của anh chị nè, từ cây gáo này qua tới bên cái cây đang đứng ở giữa nè, chạy dài ra tới phần ngoài mặt tiền bên kia nữa là một cái mặt tiền đường đất nữa. Thì cái phần mặt tiền bên đây của nó là được 83m nha anh chị. Mặt tiền cái lỗ đất ở bên đây là 83m. Còn bên kia cũng là 83m luôn. Miếng đất này tương đối là vuông. Và chiều dài của nó là 1 cây 2 số nha anh chị. Chiều dài thì nó khá là dài đó, tại cái diện tích đất lớn, đất này là 10 mẫu. Đây, quay cho anh chị coi cái phần lúa. Lúa ở đây thì người ta xạ tương đối là trúng nha. Đó. Bông rối luôn. Chú ơi, miếng này chú kêu bán giá nhiêu chú ơi? Miếng này chủ đang kêu bán với cái giá là 600 triệu một mẫu nha anh chị. Đây. Rồi sau cái video này, anh chị nào muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0933311176. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất nha và gặp trực tiếp chủ. Xin chào và tạm biệt anh chị.